Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vũ khí bí mật trên bầu trời của Nga rơi vào tay Ukraine Ngày 13 tháng 10, BBC Tiếng Việt đăng bài khám phá vũ khí bí mật của Nga bị bắn hạ ở Ukraine, dịch từ phóng sự của phóng viên Abu Zali của BBC News ở Kyiv. BBC cho biết, khi hai vệt hơi nước màu trắng cắt ngang bầu trời gần chiến tuyến ở miền đông Ukraine, nó thường mang một ý nghĩa, máy bay phản lực của Nga sắp tấn công nhưng những gì xảy ra gần thành phố Kostantinivka là chưa từng có. Và đây là hình bài chuyển ngữ trên BBC. BBC mô tả vệt hơi nước phía dưới tách làm đôi và một vật thể mới nhanh chóng tăng tốc về phía vệt hơi nước còn lại cho đến khi chúng cắt nhau và một tia màu cam sáng rực bầu trời. BBC đặt câu hỏi liệu đó có phải là một máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ một máy bay khác trong một sự cố gọi là bắn nhầm đồng đội cách chiến tuyến 20 km hay một máy bay phản lực Ukraine đã bắn hạ một máy bay Nga hay không. BBC cũng cho biết, sau đó không lâu, người Ukraine đã phát hiện ra từ các mảnh vỡ rơi xuống. Họ biết rằng họ vừa chứng kiến cảnh phá hủy vũ khí mới nhất của Nga, máy bay chiến đấu tàng hình không người lái S-70. BBC đánh giá, đây không phải là máy bay không người lái thông thường. Chiếc máy bay không người lái hạng nặng này được đặt tên là Okhotnik, tức thợ săn, có kích cỡ bằng một máy bay phản lực chiến đấu nhưng không có buồn lái. Rất khó để phát hiện ra loại máy bay không người lái này. Rõ ràng là nó đã đi lạc hướng và có vẻ như vật hơi nước thứ hai được nhìn thấy trong video là từ một máy bay phản lực Su-57 của Nga dường như đang đuổi theo máy bay không người lái này. Theo BBC, máy bay Nga có thể đã cố gắng thiết lập lại liên lạc với máy bay không người lái lạc đường nhưng vì cả hai đều bay vào vùng phòng không của Ukraine nên người ta cho rằng đã có quyết định phá hủy Okhotnik để ngăn nó rơi vào tay kẻ thù. Nhưng các nhà phân tích tin rằng Nga mất kiểm soát máy bay không người lái của họ có thể là do hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine gây nhiễu. Và đây là hình các nhà điều tra Ukraine đã nhanh chóng đến hiện trường và kiểm tra sát máy bay. BBC lưu ý cuộc chiến Ukraine đã chứng kiến nhiều máy bay không người lái nhưng không có loại nào giống như S-70 của Nga. Khóc nít được cho là có thể mang bom và tên lửa để tấn công mục tiêu cả trên mặt đất và trên không, cũng như tiến hành trinh sát. Điều đáng chú ý là nó được thiết kế để hoạt động cùng với máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga. Vẫn theo BBC, đầu năm nay, máy bay này được cho là đã được phát hiện tại sân bay Aktubin ở miền nam nước Nga, một trong những địa điểm phát động các hoạt động tấn công Ukraine. Vì vậy, có thể chuyến bay thất bại trên bầu trời Kostantinov là một trong những nỗ lực đầu tiên của Moscow nhằm thử nghiệm vũ khí mới trong điều kiện chiến đấu. Những vũ khí chết người này sử dụng định vị vệ tinh để trở nên nguy hiểm hơn nữa. BBC nêu vấn đề, vậy Okhotnit đã làm gì khi bay cùng máy bay phản lực Su-57? BBC dẫn ý kiến của chuyên gia hàng không Anatoly tại Kyiv cho rằng máy bay chiến đấu có thể đã truyền tín hiệu từ căn cứ mặt đất đến máy bay không người lái để tăng phạm vi hoạt động của chúng. BBC nhận định sự cố của máy bay không người lái tàn hình chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào quân đội Nga. Máy bay này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất trong năm nay, nhưng rõ ràng là nó vẫn chưa sẵn sàng. Mặc dù đã bị phá hủy, nhưng quân đội Ukraine vẫn có thể thu thập được nhiều thông tin có giá trị về Okhotnik. Chắc chắn các kỹ sư Ukraine sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng xác máy bay và chuyển những phát hiện của họ cho các đối tác phương Tây của Kyiv. Tuy nhiên, BBC cũng cho rằng sự cố này cho thấy người Nga không đứng yên, phụ thuộc vào nguồn nhân lực khổng lồ và vũ khí thông thường của mình. Họ đang nghiên cứu những cách thức mới và thông minh hơn để chiến đấu và thất bại ngày hôm nay có thể thành công vào lần tới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Vũ khí bí mật trên bầu trời của Nga rơi vào tay Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau khi thẳng tay đấm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc sang xoa diệu. Ngày 12 tháng 10, VOA tiếng Việt bình luận, Thủ tướng Trung Quốc thăm Việt Nam là vừa đấm vừa xoa, sau khi bị lên án về hành hung ngư dân. Theo đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực vừa xoa dịu vừa gây áp lực với Hà Nội sau khi Việt Nam lên tiếng gây gắt về hành động bạo lực của Trung Quốc đối với người dân giữa những căng thẳng ở Biển Đông, theo nhận định của giới quan sát. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, từ khi Hà Nội lên tiếng ngày 2 tháng 10 về vụ ngư dân bị phía Trung Quốc tấn công Đến nay, Bộ ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức. Tuy nhiên, trang Global Times, cơ quan ngôn luận quốc tế của chính quyền Trung Quốc, ngày 5 tháng 10 đăng phóng sự nói rằng, các hình ảnh và thông tin mà tờ báo này có được cho thấy, nhà chức trách Trung Quốc đã chặn, bắt, kiểm tra và trục xuất một tàu Việt Nam xâm nhập trái phép vùng biển gần quần đảo Tây Sa của Trung Quốc ngày 29 tháng 9. Công việc được tiến hành một cách có kiềm chế và hoàn toàn phù hợp với pháp luật. Tây Sa là tên gọi của chính quyền Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa. Theo VOA, đồng thanh cùng Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu cũng lên tiếng phản đối các hành xử của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam. VOA dẫn ý kiến của ông Lê Anh Hùng, cựu tù nhân lương tâm nói rằng, từ trước tới nay, Trung Quốc luôn có thái độ vừa đánh vừa so với Việt Nam. Mỗi khi Việt Nam tỏ thái độ cứng rắn, thì họ lại buông và tỏ ra nhũng nhặn chuyến thăm này của Thủ tướng Lý Cường tới Việt Nam chỉ diễn ra vài ngày sau khi cả Mỹ, châu Âu lên án hành động thô bạo của Trung Quốc trên Biển Đông, thẳng tay đánh đập các ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa. Và đây là hình các ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công. Tương tự, VOA dẫn nhận xét của nhà quan sát Nguyễn Hoàng Hải từ Bỉ cho rằng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường có lẽ sang Hà Nội làm hòa, nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, cùng chế độ toàn trị của đảng Cộng sản cốt để Việt Nam đừng la toán lên nữa, có gì thì hàng xóm láng giềng bảo nhau. Ông Lê Anh Hùng dự báo, chuyến thăm này có lẽ là sẽ cụ thể hóa những cam kết mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc trong chuyến thăm hồi năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. VOA dẫn lời tiến sĩ Chen Hamping thuộc Đại học Công nghệ Chiết Giang Trung Quốc loan tại trên báo chí Việt Nam. Theo đó, ông Lý từng giữ các chức vụ quan trọng ở một số khu vực phát triển của Trung Quốc như Giang Tô, Thượng Hải, đồng thời có nhiều kinh nghiệm về phát triển kinh tế, nên có thể chia sẻ những kinh nghiệm này với các đối tác Việt Nam, từ đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. VOA cũng cho biết, giới quan sát cho rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm có vẻ như sẽ đưa đất nước gần đến Mỹ và phương Tây hơn. Điều này có thể khiến Bắc Kinh phải dè chừng và muốn kéo Hà Nội gần về phía họ. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý cũng nhằm mục đích đó. VOA cũng dẫn ý kiến của nhà phân tích Nguyễn Khắc Giang, thuộc một viện nghiên cứu ở Singapore, nói với kênh Channel News Asia ngày 11 tháng 10 rằng, chuyến thăm Việt Nam của ông Lý có ý nghĩa quan trọng khi hai đảng cộng sản tăng cường quan hệ mật thiết với nhau. Ông Giang cho rằng, việc Hà Nội chính thức lên tiếng công khai trước quốc tế về vụ Trung Quốc đánh ngư dân vừa qua là một điều đáng lưu ý. Về vấn đề biển Đông, vẫn theo VOA ông Lý đã đề cập khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN e Cộng 3 lần thứ 27 do Lào Đăng Cai tổ chức. Tại hội nghị này ngày 10 tháng 10, ông Lý mô tả Biển Đông là ngôi nhà chung và rằng Trung Quốc có nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền của mình và đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài, ám chỉ Hoa Kỳ đã gây ra căng thẳng giữa các quốc gia tranh chấp lãnh hải. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sau khi thẳng tay đắm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc sang xoa dịu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.